Dạ, con trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình gần đây thì con chia tay là lý do là không hợp nhau. Với lại bạn ấy kiểu như là sống ở trên Sài Gòn này, là kiểu cách của bạn á là quen bạn gái là phải có nhà. Quen bạn gái là phải có nhà. Trước khi quen ai á, con cũng nói hết sự thật của mình là hoàn cảnh em như vậy đó, ba mẹ em như vậy đó, nếu mà chấp nhận thì quen. Thì vô tình bạn ấy nói một câu thì khiến con cũng rất là buồn, tự ái. Nói là sao em không cố gắng làm để mua nhà trên Sài Gòn đi, sao cứ ở nhà thuê hoài như vậy. Thì từ câu nói đó khiến con rất là buồn. Nên từ từ cái tình cảm không chú có còn nghe, chú cũng thấy buồn cho đàn ông nữa. Đúng rồi. Kỳ lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Không, phụ nữ hỏi Vân thấy cũng còn thấy kỳ nữa chứ. Thực đừng chất nói đó, là người ta, đàn ông. Phụ nữ ta cũng cần cái chỗ nương tựa, cần bờ vai che chở này kia, ta còn có thể hỏi được. Đàn ông mà đi quen phụ nữ mà hỏi là có nhà chưa, có tôi mới quen. Những người không xứng đáng quên luôn đi con. Đúng dạ. Rồi. Còn con này. Dạ anh Người Linh. Okay. Bây giờ là mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Em yêu đơn phương anh. Thời học sinh với trời sinh viên. Dạ, chào chị. Cưng. Người ta không có biết là em yêu luôn. Mối tình đầu tiên thì yêu đơn phương, nhưng mà em đi lên đại học với bạn đó ở nhà đi làm công nhân đi lấy chồng luôn. Mối tình thứ hai là bị bạn gái phụ từ chối. Công nhận tôi cảm nhận như bạn này hay thiệt, dày côn quá. Có đô ngực phát triển như sao? Mai kỹ cách sao tập cho cái ngực nó bự như ngực em mới được. Dạ, anh ăn đu đủ giùm em. Ăn đu đủ hả? Dạ. Ủa tôi nghe đu đủ phụ nữ ăn để có sữa cho con bú mà. Ông đu đủ ăn phát triển vòng một anh người. Ủa vậy đó hả? Dạ. Nhớ nha Dân. Thôi Dân khỏi ăn. Dân ăn gì nữa? Trời đất ơi, khùng quá đi. Nói nghe nè, bây giờ ngoại hình thì phải như thế nào nè? Cao 1m50 trở lên. Đó, cao 1m50 có luôn. Trời, cái này đây ta sợ mấy. Đây 51 đi. Con cưng sao? Xăm hình được không? Dạ được, ngay thật mà. Đơn giản là xăm ngay giữa trán nè. Yêu chồng. Em có nghĩ đến cái chuyện mà giàu nghèo không? Chỉ cần ai đối thương, chứ chia sẻ được rồi. Giàu nghèo không quan trọng mà, chị không Vân? Đúng rồi. Quá được. Người ta chuẩn lắm à. Đối với em tình yêu không cần ngon ngại hoàn hảo. Chỉ cần ai từ chân thật được rồi. Trời ơi hay ghê chưa. Chân thật thôi. Cái với cái công việc của em bây giờ thì em có thể nghĩ là mình sẽ lo lắng cho được một cái gia đình một cách gọi là tối thiểu nhất chưa? Dạ hiện tại công việc của em là ổn định rồi chị. Ổn định rồi. Dạ. Đó. Xin mời nhà gái. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân và chào bạn gái bí bên kia. Em tên là Trần Văn Phú, em đến từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Năm nay em 28 tuổi, em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 8, anh Nguyễn Linh. Trời, nghe cái giọng nói ở bên đó thấy một người đàn ông rất là dày cơm, đúng không biết nữa. Thiệt luôn, cái giọng mà dày, dễ sợ dày luôn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, khán giả ở đây và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 26 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm trong siêu thị ạ. Mình quê đâu vậy? Dạ, con có hai quê lẫn gốc, con là ở Quảng Nam với Bình Thuận. Nhưng mà ba mẹ con lên Sài Gòn này lâu rồi nên con đang sống ở Sài Gòn. Cái điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu dạ, là gì? Dạ, ưu điểm của con là vui tính, hoạt bát, thích nội trợ. Còn khuyết điểm của con á, ví dụ như ai mà làm con không á, vừa ý á, là con hay khó chịu với lại nhăn mặt á cô. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là ga lăng, biết vun vén cho gia đình, siêng năng chăm chỉ làm việc, biết chơi thể thao, chơi thể hình. Thể hình và võ thuật. Hình như chơi thể hình đó đúng không? Dạ. Trời đúng không? Thể hình đúng, đúng rồi, không? Tôi nghe cái giọng dày cơm quá mà. Tôi cũng chơi thể hình mà sao tôi không thấy hình đâu chứ. Con có thích những người chơi thể thao không? Dạ thích. Cái mẫu người của con có giống Lý Đức không? Dạ không, con thì mẫu người đàn ông con thích là cao 1m65 trở lên, cao to phong độ. Điển trai dễ thương một chút thôi. Rồi bây giờ em trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn nửa yêu thương của em là chịu thương, chịu khó, chịu làm, 4 chữ C. Đầu tiên phải trung thị Dạ, biết vun vén cho gia đình. 1 C. Trung thị, chịu thương, chịu khó, chịu làm. Rồi, biết vun vén. 5 C luôn là chịu chơi nữa. Tình trường sao nè? Nói chung tuổi của con thì bạn bè con là 2-3 đứa con rồi. Với lại ba mẹ con thì cũng mong muốn con kiếm được một tấm chồng. Con có mấy mối tình rồi?
Dạ, con trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình gần đây thì con chia tay là lý do là không hợp nhau. Với lại bạn ấy kiểu như là sống ở trên Sài Gòn này, là kiểu cách của bạn á là quen bạn gái là phải có nhà. Quen bạn gái là phải có nhà. Trước khi quen ai á, con cũng nói hết sự thật của mình là hoàn cảnh em như vậy đó, ba mẹ em như vậy đó, nếu mà chấp nhận thì quen. Thì vô tình bạn ấy nói một câu thì khiến con cũng rất là buồn, tự ái. Nói là sao em không cố gắng làm để mua nhà trên Sài Gòn đi, sao cứ ở nhà thuê như hoài như vậy. Thì từ câu nói đó khiến con rất là buồn. Nên từ từ cái tình cảm không đúng có còn nghe, chú cũng thấy buồn cho đàn ông nữa. Đúng rồi. Kỳ lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Không, phụ nữ hỏi Vân thấy cũng còn thiết không. Kỳ nữa chứ thực đừng nói là ta, đàn ông. Phụ nữ ta cũng cần cái chỗ nương tựa, cần bờ vai che chở này kia ta còn có thể hỏi được. Đàn ông mình đi quen phụ nữ mà hỏi là có nhà chưa, có tôi mới quen. Những người không xứng đáng quên luôn đi con. Đúng dạ. Rồi. Còn con này. Dạ anh Người Linh. Okay. Bây giờ là mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Em yêu đơn phương anh. Thời học sinh với trời sinh viên. Chào cưng. Người ta không có biết là em yêu luôn. Mối tình đầu tiên thì yêu đơn phương, nhưng mà em đi lên đây học với bạn đó ở nhà đi làm công nhân đi lấy chồng luôn. Mối tình thứ hai là bị bạn gái từ chối. Công nhận tôi cảm nhận như bạn này hay thiệt, dày côn quá. Có đô ngực phát triển như sao? Mai kỹ cách sao tập cho cái ngực nó bự như ngực em mới được. Dạ, anh ăn đu đủ giùm em. Ăn đu đủ hả? Dạ. Ủa sao nghe đu đủ phụ nữ ăn để có sữa cho con bú mà. Ông đu đủ ăn phát triển vòng một anh. Ủa vậy đó hả? Dạ. Nhớ nha Dân. Thôi Dân khỏi ăn. Dân ăn gì nữa? Trời đất ơi, khùng quá đi. Nói nghe nè, bây giờ ngoại hình thì phải như thế nào nè? Cao 1m50 trở lên. Đó, cao 1m50 có luôn. Trời, cái này đây ta sợ mấy. Đây con cưng sao? Xăm hình được không? Dạ được, ngay thật mà. Đơn giản là xăm ngay giữa trán nè. Yêu chồng. Em có nghĩ đến cái chuyện mà giàu nghèo không? Chỉ cần ai đối thương, cứ chia sẻ được rồi. Giàu nghèo không quan trọng mà, chị không Vân? Đúng rồi. Quá trời, người ta chuẩn lắm à. Đối với em, tình yêu không cần ngon ngại, hoàn hảo. Tụi thằng ai từ chân thật được rồi. Trời ơi, hay ghê chưa. Chân thật thôi. Với cái công việc của em bây giờ thì em có thể nghĩ là mình sẽ lo lắng cho được một cái gia đình một cách gọi là tối thiểu nhất chưa? Dạ, hiện tại công việc của em là ổn định rồi chị. Ổn định rồi. Dạ. Rồi sao không hỏi có nhà luôn đi. Ngại, đang tính hỏi nè. Mình có nhà chưa nè, hay là mình ở nhà thuê nè? Nhà em có sẵn chị Quỳnh Lê. Rồi xong. Chị Quỳnh Lê nào? Chị Quỳnh Lê. Chị em Vân. Hồi hộp quá, bển ta có nhà luôn rồi. Trời. Không bao giờ hỏi em câu đó đâu nha con, đừng có lo. Không bao giờ hỏi con câu con có nhà chưa. Con có nhà chưa? Trời ơi, xô tôi ra kìa, trời ơi, xô đi. Đó. Còn chính cái câu nói đó còn phải bản lĩnh lên. Dạ. Chứng minh cho đầu con thấy, tôi không có nhà tôi dần sống được. Đúng ha. 30 tuổi chú mới có nhà. Mà nhà 30 tuổi của chú á, là ngủ của mình chú là hết rồi đó. Ngang 2m, dài 1,5m. Ờ sao ông bán được cái đó hay quá vậy? Sao ông bán được đâu cái... có bán. Cái đó bếp của người ta. Cái bếp đó là cho mình thuê ở. Thành ra đừng bao giờ tự ti về cái chuyện mình không có nhà. Rồi năm bao nhiêu tuổi ông mới có nhà của ông? 31 mới có nhà. Rồi đến năm bao nhiêu tuổi thì ông có 1 chục căn nhà? Trả lời đi. 2 căn thôi. Rồi con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích lăng nhăng với không thật thà. Bên đây thật thà đó. Tới tuổi này mà mới y Vân Phương là con hiểu rồi đó. Rồi bên đàn gái đi với ai nè? Con đi với ba mẹ con và sếp con. À có ba mẹ nữa. À rồi chào ba mẹ. Thấy à. Rồi chào cô chú. Xin chào Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trường quay. Tôi là ba của Ngọc Anh. Cháu trai mày này thì thấy cũng dễ thương, thấy cũng hiền hậu. Là thấy cũng thật thà, thấy cũng được. Là để cho bà xã là... Em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào Quyền Linh. Dạ chào đàn trai bên kia. Dạ chào khán giả có mặt tại trường quay. Tôi là mẹ của Ngọc Anh. Mẹ rung á, mẹ hơi bị rung phải không? Tại lần đầu tiên mà bước lên đây thì thấy cũng hồi hộp. Mẹ vui tôi quá, là mẹ của Ngọc Anh. Ngọc Anh nó sống rất là tình cảm. Nó sống nó thiệt thà lắm. Nhiều lúc đó, nó thì nó hơi cọc tính chút xíu. Rồi hay nhăn nhăn. Mà nó sở thích của nó là nó chỉ làm đẹp
cái hiếu với cha mẹ. Giờ muốn là nó kêu nó muốn quen với cái bạn trai nào đó là phải thật lòng, thật dạ với nó. Còn cái sở thích của nó là nó ăn thịt không mà cá nó không ăn. À, nó vậy á. À, thì mong ở đây là cũng có tớ cần có duyên. Thôi tôi còn mong là hai đứa tìm hiểu kỹ với nhau để đi đến với nhau. Đó, còn riêng tôi thì không có đòi hỏi gì hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Trời ơi, mẹ thương con quá vậy. Mẹ nói không nổi luôn á. Ừ. Ủa, kỳ vậy? Con có ăn thịt không? Không ăn gì hết trơn hả? Dạ, tại con không thích ăn cá. Đó chứ sao kỳ vậy? Ăn thịt mà sao cũng không có... Cái chuyện mập ốm không phải là do ăn cá, ăn thịt Linh à. Đàn trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em đi với thầy, chị và bạn bè của em. À, chào thầy. Thầy trẻ dữ vậy hả thầy? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Thật sự rất là cảm xúc khi nghe câu chuyện của em. Em rất là hiền, rất là thùy mị. Hai em thì khi mà mới bước qua và bước ra đó thì có cảm giác như hai đứa như là hai cái mảnh ghép của hai trái tim đó hay sao đó á. Cho nên là hai đứa nên cho cái cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ mở rào cho hai bên mở rào nha. Ừ, mở rào nha. Rồi, kéo rào. Bắt đầu đi Phú. Dạ. Tôi có món quà tặng cho anh. À, cảm ơn. Hôm nay anh đến chương trình, anh cũng có món quà tặng cho em, thấy gấu dễ thương. Dạ, mỗi khi em ngủ rồi ôm gấu rồi nhớ tới anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ tôi ôm giùm cho nè, trời ơi. Mở quà bạn nữ có tặng gì vậy? Có nghĩa là người sao là gấu vậy đó trời ạ. À. Gấu bự size lớn nhất nè. Để coi bạn nữ tặng gì. Quà. Gì Phú? Cái bóp anh người lên ơi. À dạ. Bóp dễ thương quá. À, lần đầu tiên em gặp anh, em có ấn tượng gì không? Dạ em thấy anh ok cũng được. Dễ thương, hiền lành. Còn anh nhìn em như thế nào? À, lần đầu tiên anh gặp em thấy em dễ thương. Dạ. Vui vẻ. Vui đâu vui, mặt nó nãy giờ buồn so. Biết sợ cái gì mà nó buồn hoài à. Trời trên lên em. Nhớ vụ thằng kia hỏi nhà đó. Tại vì lần đầu con lên truyền hình đó nên con hơi run. Không run con thoải mái lên. Dạ. Nào, cho chung quanh có gia đình mình, có ba mẹ ngồi dưới, có bà con. Đúng rồi, Phú ừ. Làm không khí cho nó vui lên Phú coi. Hát bài Phú hát gì đó, tặng cho hay là đi. Vừa hát vừa tập thể hình đi Phú. Hôm nay đến chương trình thì anh đến đây tặng cho em một bé, anh sẽ tặng em. Anh giá bài Tràn Cờ Chị Trung. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Em hát tặng anh đi. Vậy thôi em cũng đến đây rồi em cũng góp một chút vui nên em sẽ hát một bài hát Anh ơi xa nhà em chơi. Cảm ơn em. Anh ơi xa nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, em thì nhớ anh rồi bời. Dạ tới đây thôi ạ. Trời ơi. Bây giờ là muốn một vài đường võ cho phụ nữ thấy mình coi như là nơi che chở cho phụ nữ nào. Dạ nếu mà anh chỉ em chỉ nhờ anh Quyền Linh làm hỗ trợ cho em à. Linh dám không? Chơi thôi chứ sao. Lấy Linh sợ. Anh nếu cô kia, nếu em là bờ dai cho cô kia dựa thì anh là cái bao cho em quýnh. Rồi nào thử coi. Dạ. Không. Giờ sao? Vô ngon. Trên vô. Thôi vô. Trời ơi. Đó. Còn nữa không? Đâm nha. Đâm.
Có chuyện gãy tay nghe, có chuyện gãy tay. Vậy đó hả? Dạ. Đây là nói đòn tự vệ. Mạnh lắm, nó đá tụi cái muốn bể đứt luôn. Thì đó, đẩy tôi thấy bạch bạch thì tôi sợ quá đó. Không mà, mình đá im quá. Trời ơi, đá mà mong em nữa. Đá đau cũng chết luôn rồi, ráng nhịn nữa. Nói chung là anh có vỏ. Dạ. Yên tâm là ai hỏi em dù nhà là anh đứng ra bảo vệ. Em yên tâm thì anh sẽ bảo vệ cho em đến hết suốt cuộc đời này. Là ba mẹ của bạn gái có thích rể miền Tây không? Nói chung con gái lấy chồng thì theo chồng cô ơi, con đi đâu con cũng đi hết. Hiện tại bây giờ anh đi làm việc gì và có nhiều thời gian dành cho, ví dụ như quen em đi thì anh có nhiều thời gian dành cho em không? À, anh lúc nào cũng thời gian cũng rảnh. Anh đi làm 7 rưỡi sáng, 4 rưỡi về, giờ rưỡi chiều anh về rồi. Anh em có thích xem phim không? Dạ thích. Với lại em có mặt một đặc điểm là rất là thích mê trà sữa. Nói chung là một tháng có 30 ngày là em sẽ uống hết 30 ngày trà sữa. Anh cũng thích trà sữa lắm. Anh cũng thích trà sữa lắm. Nếu mà sau này anh với em cưới nhau về, nếu mà anh với em cãi nhau thì sao em? Em cái này em hỏi anh á, anh sẽ trả lời như thế nào? Em hỏi anh đi. Thì nếu như em với anh về mà cãi nhau á thì anh có nhường nhịn em không? Mà anh nhường nhịn. À, anh có gia trưởng không? Anh không gia trưởng em. Anh là trai út trong gia đình. Cái việc nhà sao đó hai không? Đứa tự phân. Được không? Việc nhà sau này nếu mà em có con thì anh sẽ quản lý đảm đang hết. Ờ, ok anh. Anh đang làm gì nói cho bạn nghe luôn. Giặt quần áo cho con. Và giặt quần áo cho vợ, nấu cơm, kho cá kho thịt cho vợ ăn. Biết không? Biết nấu không? Dạ em nấu ăn ngon lắm rồi chị à, ơi. À vậy đó hả? Dạ. Ví dụ sau này em với anh thành vợ chồng đi, rồi anh đi làm về tiền anh giữ hay là em giữ? À, ví dụ như anh lãnh được 10 triệu, anh đưa cho em 5 triệu, anh giữ 2 triệu. Còn ủa vậy được, còn 3 triệu nữa để làm gì? 10 triệu đưa 10 cho 10 triệu đưa cho vợ 5 triệu 8 triệu đi. Rồi còn 2 triệu em để bỏ túi đổ xăng xã giao với bạn bè. Em thích con gái hay con trai? Em thích một trai một gái. Anh cũng vậy, anh cũng thích một trai một gái. Được không? Được anh Quân Linh ơi. Trời ơi, khẳng định liền, chắc nịch liền. Bây giờ em nói đi Phú. Em cảm nhận thế nào về cái câu chuyện nãy giờ em nói chuyện với bạn gái? Rất là vui hôm nay được gặp em. Rồi sao nữa? Thấy em thì rất là xinh xắn, dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh có cảm xúc chưa anh Phú? Dạ em có cảm xúc về gì? Có cảm xúc đúng không? Dạ. Đó, tim bắt đầu đập phình phịch, cuốn tim bắt đầu nở to ra. Cuốn sổ đây em làm gì để đây nãy giờ? Dạ bí kíp của em anh. Không làm gì hết hả? Dạ được thơ. Thơ hả? Thơ của em để đâu để làm gì? Dạ thơ để em tặng cho bạn gái. Thì tặng đi. À, anh đúng quá rồi, anh sẽ tặng cho em một bài thơ. Đó thì em tiến tới đứng, đứng đọc cô là... gái luôn. Đọc cho cô gái nghe. Nhờ chương trình anh mới biết em, từ phần thơ của anh mới dệt thiêu tình. Lòng em rung động từ hôm nay. Trong những ngày tôi tưởng bóng mình, còn em, anh đã gặp em ở đây. Chỉ cảm vần thơ của anh, những câu mộng hồng anh gửi vào chương trình, đã được gần em ngỏ ít lời. Thì em nghe bài thơ rất là hay, rất là tình cảm. Cảm ơn anh. Không có gì em. Thấy nắm tay thế sao Phú? Anh muốn em đi đến những nơi mà em đã đến. Anh muốn em đi những ăn món ăn mà em đã thích ăn. Anh hy vọng cuối chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Yeah. Trời ơi, chết rồi. Không có cách nào mà từ chối được rồi. Anh bất ngờ với em đó Phú. Thiệt luôn á. Bí kíp của anh của em mà anh Quân Linh. Được vậy, ngon á.
Nếu mà cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng, bấm ngay. Chuẩn bị. Để tay vào nút bấm các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái. Dạ con nghe. Tại sao là em không bấm? Dạ tại vì con chưa có rung động mà. Có thể bạn gái chưa rung động, nhưng trước mắt tôi thì đây là một chàng trai cực kỳ chân thật. Nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai và rất nhiều chàng trai ngược lại sẽ bấm nút cho cô gái. Đây là phần quà của anh Quyền Linh. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitareri. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi luôn mong muốn rằng cả Phú lẫn cô gái sớm tìm được một nửa mảnh ghép yêu thương mình cho đến trọn cuộc đời này.